hướng dẫn mặc phương tiện phòng hộ cá nhân. Bước 1. Tháo vật dụng cá nhân, đồ trang sức, đồng hồ, điện thoại di động, v.v. Bước 2. Mang trang phục y tế, đi giày, dép kín mũi. Bước 3. Vệ sinh tay. Bước 4. Đeo khẩu trang N95. Dây trên cố định đỉnh đầu. Dây dưới vòng qua đầu, cố định dưới tai. Dùng hai đầu ngón tay trỏ miên vị trí thanh kim loại ôm sát sống mũi. Kiểm tra độ kín của khẩu trang. Bước 5. Đeo kính bảo hộ. Bước 6. Đeo găng tay lớp thứ nhất trong cùng. Lưu ý, đeo găng trùm kín cổ tay áo y tế. Bước 7. Mặc quần áo bảo hộ, che kín tóc. Bước 8. Đeo bao giày trùm kín giày và ống quần nếu bao giày loại rời. Bước 9. Đeo găng tay thứ hai ngoài cùng. Lưu ý, đeo găng trùm kín toàn bộ phần cổ tay áo choàng. Bước 10. Đeo tấm che mặt. Sử dụng loại tấm che mặt kích thước lớn trùm bên ngoài. Hướng dẫn cởi trang phục bảo hộ cá nhân. Bước 1. Tháo găng tay lớp ngoài cùng. Lưu ý, cuộn và lộn mặt trong găng tay ra ngoài. Bước 2. Bỏ tấm che mặt. Nếu sử dụng loại tấm che mặt kích thước lớn trùm bên ngoài, cầm vào dây để tháo bỏ dây an toàn.
Bước 3. Cởi áo choàng và bao giày, hạn chế chạm tay vào bề mặt ngoài áo và giày, lộn mặt trong áo choàng ra ngoài và cuộn lại. Tháo kính bảo hộ. Bước 4. Tháo khẩu trang N95. Cởi dây dưới tay trước. Rồi đến dây trên đỉnh đầu, vòng qua đầu ra phía trước để bỏ, không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang. Bước 5. Tháo găng tay trong cùng, lộ mặt trong găng tay ra ngoài. Bước 6. Xử lý rác thải sau khi lấy mẫu.